Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video của mình ngày hôm nay. Hôm nay là sát vào ngày rằm tháng 7 rồi. Mình sẽ kiểm tra ong bổ vẽ nuôi của mình để xem là chất lượng nhộng ong có mẩy hay không mọi người nhé. Video hôm nay là sẽ nói về vấn đề là chúng ta nên khai thác ong bổ vẽ nuôi này vào tháng 7 này hay là vào thời điểm tháng 8. Trước tiên thì mình cũng xin nói sơ qua về cái lịch khai thác ong này. Lịch khai thác ong này thì nó cũng tùy vào từng vùng thôi mọi người ạ. Ví dụ như mình ở miền Bắc, chỗ mình là tỉnh Bắc Giang nhá. Tỉnh Bắc Giang thì năm nay ong muộn thì năm nay mình sẽ khai thác vào tháng 8 âm lịch thì ong mới mẩy đẹp được. Còn như những cái vùng ở trong miền Trung, miền Nam ấy thì ong nó sớm thì người ta khai thác rồi, không để đến tháng 8 đâu. Còn ở trên miền Tây Bắc thì ong người ta khai thác rồi nhá. Mình cũng mới xem được video của bác Quách Tế Vlog. Bác Quách Tế Vlog là năm nay nuôi rất là nhiều ong nhá. Thế mình cũng theo dõi video của bác suốt. Bác nuôi tầm hơn 200 tổ gì đấy. Quá là kinh khủng luôn. Chắc là ở Việt Nam năm nay 2021 này, bác Quách Tế là nhiều ong vẽ nhất rồi. Thì bác Quách Tế đã khai thác ong rồi nhá, nhưng mà của mình thì chưa khai thác. Và trong video bác có nói là ong trong tháng 7 này rất là mẩy. Thì cái đấy là cũng do từng vùng thôi. Trên chỗ bác Quách Tế mẩy nhưng mà ở chỗ mình là chưa được nhá. Nó cũng tùy từng vùng mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở ong ra kiểm tra. Mọi người theo dõi video từ đầu đến cuối là mọi người sẽ hiểu được cái vấn đề là ong có mẩy hay không và chúng ta nên mở lúc nào. Trong video hôm nay là sẽ lý giải được mọi người nhá. Mọi người cùng đón xem video nhá. Ong này chưa mẩy đâu mình ạ. Thứ nhất là tổ ong nó còn bé, thứ hai là chưa mẩy đâu. Đây này, những cái chỗ này là mới bi thôi, có nghĩa là vẫn còn rất là non. Khi nào cái chỗ này nó hơi già, cái chỗ này lại bịt hết này thì nó mới là mẩy mọi người ạ. Thì lúc mà nó cái chỗ này này nó chuyển thành sắp già và cái chỗ này bịt trắng thì lúc đấy là vào tháng 8 mọi người nhá. Lúc đấy là vào tháng 8. Còn bây giờ tháng 7. Nhìn ở chỗ này mới bị thôi. Ở chỗ này là bây giờ nó đang lớn này. Khi nào nó chuyển, có nghĩa là khi mà nó chuyển cái phần trắng ở trong này này nó sắp già ấy thì cái chỗ ngoài này là nó bịt như kiểu này, là nó bịt hết một vòng từ ngoài trong này ra ngoài này luôn. Đây là cái tổ đầu tiên đó. Mình bóc cho mọi người xem nhá. Bây giờ mình sẽ để lại, để ra đây, để đây cho nó xây nhá. Đó, cứ để thế thôi, để tí rồi nó khác xây lại nhá. Đây mọi người cũng có thể nhìn thấy tổ này cũng y hệt như vậy luôn. Tổ này y hệt như vậy nhá mọi người nhá. Mọi người nhìn ở phần trong này này. Mới bịt ngồi là mới bịt thôi mọi người nhá. Ở cái phần này đang chuẩn bị lớn này, đang lớn ra này. Khi nào cái phần này ấy, cái phần này nó chuyển sang cái màu hơi hơi xám ấy, nó về già ấy thì cái chỗ này là bịt đẹp trắng như này, là lúc đấy là ong nó gọi là rất là mẩy nhá. Đây. Mọi người nhìn nào. Bóc lên cái cao cho mọi người xem luôn. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Tổ này bốn tầng. Đây là tổ to nhất rồi.
Đó. Chưa mẩy lắm đâu mọi người nhá. Nhưng mà tối nay với tổ trên này cách xa những cái tổ ong của mình nuôi cách xa phải hơn 2 mét một tổ nhá. Nhưng mà mọi người nhìn ong nó loạn này. Đấy, tổ này bu ra rất là đông. Tổ này nữa này. Tiếp đây. Ong ra rất là nhiều nhá. Cho nên là mọi người nuôi ong mọi người phải nuôi nó xa xa nhau một tí. Đừng có nuôi kiểu sát nhau. Vừa nãy thì mình cũng mở hai tổ ong ra cho mọi người cùng xem rồi. Thì mọi người có thể thấy là ong bây giờ ấy nó mới đang bịt cái lớp ở bên trong kia là rất là non thôi. Khi mà nó đã bịt cái lớp kia xong ấy, nó chuyển sang cái màu hơi sẫm tối, màu về già già ấy, thì những cái lớp ở bên ngoài ấy, ở phần bên ngoài của cái tầng ấy thì nó cũng bịt, nhưng mà nó lại trắng hơn cái phần bên trong. Thì lúc đấy là cả hai chỗ là nó bịt gọi là kín hết, thì lúc đấy mình sẽ gọi là ong mẩy mọi người nha. Còn bây giờ thì chưa được không? Bây giờ mình mà mở ong thì thứ nhất là ong nó vẫn còn bé, thứ hai là nó không đúng thời điểm mở để cho cái tổ ong của mình nó thu được nhiều nhộng nhất. Cho nên là chúng ta thường ấy thì chúng ta sẽ khai thác ong chính vụ là vào tháng 8. Trong cái thời gian tháng 8 thì chúng ta sẽ khai thác vào từ ngày mùng 6 này hoặc mùng 8 này đến ngày mùng 10, 12 thôi. Đấy, mình sẽ khai thác trong cái thời gian đấy thôi. Còn về thời gian sau thì cũng không khai thác được. Sau cái đợt khai thác tháng 8 thì vào cuối tháng 9 mình lại bóc được thêm một lần nữa. Năm nay với cả năm 2020 thì ong ấy, thì mình chỉ bóc được 2 lần thôi. Chứ năm 2019 là mình bóc được 3 lần là còn thoải mái nhá. Rất thoải mái luôn. Tháng 3 âm lịch 2019 là đã có ong xây tổ là đã bắt về nuôi rồi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại này, 2021 này phải tháng 6 âm lịch mới thấy có ong. Nó chậm hơn biết bao nhiêu tháng, gần 3 tháng. Quá khủng khiếp luôn. Đấy, mọi người khai thác ong cứ khai thác vào tháng 8 nhá. Tầm mùng 8 tháng 8 hoặc là mùng 10 tháng 8 mọi người khai thác thì ong nó sẽ mẩy đẹp hơn. Thì cái này cũng gọi là chung chung thôi, còn cũng tùy theo từng vùng thôi. Như bây giờ thời điểm hiện tại này, ở trong miền Trung, miền Nam là người ta khai thác gần như gọi là cuối vụ rồi. Đấy, ở trong đấy không biết kiểu nào nhưng mà ong nó rất là sớm nhá. Còn ở ngoài Bắc, chỗ Bắc Giang đây thì ong nó cũng muộn lắm. Năm nay thì tháng 8 khai thác cũng đẹp rồi. Còn là khai thác vào tháng 8 mọi người nhá. Hôm nay mình cũng làm video ngắn ngắn này, quay hai cái tổ ong bóc ra cho mọi người xem thôi. Để cho mọi người đỡ thắc mắc thôi. Có rất là nhiều bạn hỏi mình xem ong có mẩy không với cả khai thác vào lúc nào. Thì hôm nay mình làm video này cũng gọi là nói qua với mọi người như vậy thôi. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái chuyến đi săn tiếp theo của mình. Xin chào.